Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay lại cái channel của mình. Và vừa rồi thì những ngày qua thì cái kênh của mình á, thì mình đang những cái video ở quê mình ở cổ. Thì bây giờ vô Sài Gòn làm cho nên là không có thể quay được nhiều video ở quê nữa. Nhưng mà bây giờ mình sẽ quay cái những con đường ở Sài Gòn cho các bạn xem nha. Đó là đầu tiên là những series ở Thủ Đức. Đó là đường Tô Vĩnh Diện nè, đầu đường Tô Vĩnh Diện đây. Này mình mới vừa rẽ từ võ cái ngăn vào nha. Thì cái đường này thì nó nhiều đồ ăn. Nhưng Tô Vĩnh Diện thì nó chỉ có một xíu à, đi một xíu là hết rồi. Đó cho nên là quán tteokbokki đồ ăn vặt. Đây là kho hàng của millet các bạn, mì tôm á, đó mì tôm millet nè. Ở đây có con gạo nữa. Đây là cái điều thứ 9 nè, có quán cà phê Milano nổi tiếng nè. Sáng sớm là rất nhiều khách uống đây luôn. Điều thứ 8 này rẽ vào trường, cái trường cô đáng gì đó mình quên đó, cô đáng nghề gì đó không biết. Có trà sữa nè, bún đậu nè, bò ná nè, có cả bánh hoa xanh. Nói chung là ở đây nhiều đồ ăn lắm các bạn, con đường đồ ăn mà có Vinmart luôn nha. Đó giờ ở đây là sẽ có cái đường trung tâm cách ngon. Đây sẽ là chung cư gì đó mình quên hết, Gia Phúc đúng rồi, chung cư Gia Phúc. Rồi thì đây là cái trường mầm non quốc tế, trường mầm non học viện Sài Gòn. Rồi thì mình chạy thẳng đến trước, các bạn thấy cái đường cắt ngang không, đó chính là đường Hoàng Diệu Hai á. Thì tới cái ngã tư này là coi như đã hết cái đường Tô Vĩnh Diện rồi. Ở đây có quán cà phê kiểu làm kiểu hồi xưa này, nó cũng rất là lạ. Đó, đây là đèn đỏ này, tới đây là hết đường Tô Vĩnh Diện rồi nha các bạn. Giờ mình đang ngồi đèn đỏ nè. Chạy qua bên này thì nó đã là đường số 8 lên Trung rồi. Đó thì mình kết thúc video đây nha. Thì bây giờ mình tiếp tục, mình sẽ đi quay những cái clip khác cho bạn xem. Rồi ok, xin chào tạm biệt mọi người.